Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại IT Mobile Channel và mình là Minh Hiếu đây. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một chiếc máy flagship cũ mà ngon, bộ rẻ thì đây chính là chiếc Galaxy S20 Plus. Một chiếc máy đã ra mắt được gần 3 năm rồi nhưng mà những gì nó mang lại trong tầm giá thì vẫn quá ngon. Và nếu các bạn đang phân vân chưa biết nên chọn em này hay không thì hãy xem hết video này nha. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Và nếu các bạn nào quan tâm đến Samsung Galaxy S20 Plus với mức giá tốt thì tham khảo ngay tại web IT Mobile. Ngoài S20 Plus thì IT Mobile còn kinh doanh khá nhiều mặt hàng cũ như là S21 và S22 series. Và link mình có để phía bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Lý do đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho các bạn là về mức giá. Với mức giá ở thời điểm ra mắt là hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại là năm 2023 thì nó đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Chỉ rơi vào khoảng 6 triệu đồng thôi. Và với mức giá như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với những chiếc flagship cao cấp đến từ nhà Samsung. Lý do tiếp theo sẽ là phần thiết kế. Mình đánh giá khá cao thiết kế của em này với khung viền kim loại và mặt lưng làm bằng kính. Cùng với tầm tiền này thì chưa chắc các hãng Android khác đã hoàn thiện tốt đến như vậy. Và màn hình phía trước được vắt cong nhẹ với quả viền cực kỳ mỏng cho cảm giác trải nghiệm đúng chất là một chiếc điện thoại flagship. Lý do thứ ba sẽ là về màn hình. Với màn hình 6.7 inch cực kỳ to, không khác gì các dòng iPhone Pro Max cả. Và được Samsung trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2X có độ phân giải 2K và tần số quét tối đa sẽ là 120Hz. Nhưng đối với chiếc S20 Plus này, khi các bạn bật tần số quét 120Hz thì độ phân giải chỉ còn Full HD thôi. Nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều, nó đã quá đủ để chúng ta sử dụng rồi. Và hơn nữa vì màn hình được bo cong nhẹ hai bên, mang đến cho chúng ta trải nghiệm hơi khác so với những chiếc điện thoại cùng phân khúc. Và quan trọng hơn nữa là độ sáng màn hình đạt mức tối đa là 1200 nits, cho nên với điều kiện sử dụng trong nhà hay ngoài trời nắng thì vẫn hiển thị rất tốt. Và vân tay trong màn là vân tay siêu âm, nhưng mình khuyên các bạn nên dán màn hình thôi để trải nghiệm độ nhạy của vân tay tốt hơn. Không nên dán cường lực vì nó sẽ rất khó nhận diện vân tay. Và Galaxy S20 Plus có hai loa kép cho nên nghe nhạc khá hay. Khi bật mát lên thì âm chết có vẻ hơi chói nhẹ, còn âm bay thì tạm ổn. Và với một chiếc máy đã qua sử dụng thì loa của nó sẽ không còn được 100% như lúc ban đầu nữa. Và bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc lên cho các bạn cùng trải nghiệm. Được trang bị con chip Snapdragon 865 và được hãng tối ưu hóa cực kỳ tốt, cho nên S20 Plus dễ dàng đạt được số điểm AnTuTu là 666.000 điểm. Và với RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong lên tới 256GB và có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Tất cả những yếu tố trên đã quá đủ để chúng ta sử dụng lâu dài trong vòng 2-3 năm tới. Vì được tối ưu hóa tốt cho nên về khoảng game, S20 Plus đều có thể chơi game ở mức đồ họa cao nhất và nó để lên cao nhất là 120Hz với tựa game tốc chiến. Và điểm trừ của em này là sẽ hơi nóng trong quá trình chơi game. Và mình có test tựa game PUBG Mobile khoảng 20 phút đầu thì nhiệt độ có tăng lên khoảng 40 độ C. Với hiệu năng chưa phải là tuyệt vời thì chúng ta sẽ có camera bù đắp lại. Với cụm camera có thông số quá khủng ở thời điểm ra mắt, camera selfie là 10 chấm. Phía sau sẽ có camera chính 12 chấm có trông rung quang học. 64 chấm là cam tele và ultra wide sẽ là 12 chấm. Và máy có thể quay được 8K 24fps, quá khủng khiếp luôn đối với một chiếc máy đã 3 năm tuổi. Và đây là bức ảnh mình chụp lúc sáng sớm, ảnh cho ra quá tươi luôn, độ chi tiết rõ ràng và nó sẽ tươi hơn thực tế một chút vì đó là chất cảnh của Samsung. Và cam tele cũng vậy, chả khác gì, ảnh cho ra vẫn tươi và chi tiết không bị bể nhiều. Quay phim ở chế độ 4K, quá là mượt mà, hình ảnh cho ra không bị méo, màu sắc tươi y như cam chính lúc chụp hình. Và phần pin cũng được nâng cấp đáng kể so với chiếc S20 với dung lượng là 4500mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 25W và sạc không dây là 15W. Như vậy cũng là quá đủ cho một chiếc điện thoại flagship đã ra mắt được 3 năm rồi và thời gian sử dụng có thể lên tới 5-6 tiếng. Có một điều đáng lưu ý đối với dòng này và kể cả dòng Note 10 hay là S10 series, nó rất hay bung mặt lưng do keo của hãng dán không được chặt. Và cái này thì các bạn cứ đem trực tiếp ra cửa hàng yêu cầu bảo hành, nhân viên sẽ hỗ trợ bảo hành và dán lại ron. Như vậy là trong video này mình đã chỉ ra các lý do để chúng ta cân nhắc trước khi tậu chiếc S20 Plus này về. Và các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Ở đây có bạn nào đang sử dụng chiếc S20 Plus này không? Đừng quên chia sẻ và để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe để ủng hộ IT Mobile cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.